Trời ơi, 10 năm rồi chị em mình mới gặp lại nhau đó. Giờ này chị khỏe không? Chị khỏe như trâu cưng ơi. Trời ơi, bữa nay đi công chuyện cái đi ngang đây cái chợt nhớ lại mẹ con bay ghé qua đây thăm cái. Chồng em đi làm rồi, có em với nhỏ con gái nhà không à. Từ tới nữa rồi tao trốn trước mới được. Con gái, ra đây lẹ lên. Trời ơi, ra thưa cô đây nè. Không kịp luôn á. Dạ con thưa cô. Trời ơi, con nhỏ gái đó hả? Mới đây bé lớn rồi đó hả? Trời ơi, con nhớ cô không? Lúc còn nhỏ xíu cô ẵm con hoài nữa nè. Cô là trời ơi, em gái em là vậy đó chị ơi, quanh năm suốt tháng ở trong nhà con không biết họ hàng gì hết trơn á. Trời ơi, bây giờ nhắc ai nó không nhớ gì hết. Trời ơi, hồi đó tôi ẵm nó hoài mà giờ nó sợ tôi, nó không nhớ tôi kìa trời. Mẹ mẹ con nói nhỏ mẹ nghe này nè. Gì con? Mẹ đừng nói vậy với cô, trời ơi, kỳ cục muốn chết vậy đó. Con không nhớ thiệt, tại hồi đó nhỏ xíu sao mà nhớ. Với lại thôi con đi vô phòng mà chứ con có biết nói chuyện gì với họ hàng đâu. Trời ơi con ơi, chị coi kìa, nó sợ chị đó, chị thấy không? Nó bây giờ nó sợ họ hàng, nó không dám nói chuyện ai hết trơn á. Con ngồi đây con nói chuyện với cô đi, cô có làm gì con đâu, con sợ. Trời, hồi nhỏ ẵm con hoài luôn đó. Trời, thấy cưng dễ sợ. Mới đây bay lớn rồi đó, trời, ra dáng thiếu nữ đồ rồi. Mẹ mày thiệt tình đó. Dạ con. Trời ơi, con gái em bay lớn, nó cái phòng không biết dọn nữa. Cái phòng như cái chuồng heo vậy đó, mà nó đâu có chịu dọn đâu. Ăn cũng cũng tôi bưng ra, xong rồi cái nó ăn xong tôi bưng vô, tôi rửa chén rồi xong tôi bưng bê tới chỗ luôn. Mày lớn nó chứ không biết gì hết trơn á chị ơi. Trời ơi, lớn rồi con tập đi tiếp mẹ rồi chứ chứ. Trời ơi, tiếp mẹ tiếp cha rồi chứ, suốt ngày vậy sao được con. Lớn rồi. Con còn có bài phải học, con đi vô học bài nha cô. Dạ.